Âm thanh 7, Tuấn Vương Nghi Giang xin kính chào mấy anh em nha. Hôm nay mình sẽ có một số lo bán cho mấy anh em đây. Trước tiên mình đi đến một cặp Bima nè. Bima này của Tây Ban Nha xịn nha mấy anh em nha. Bima này của Tây Ban Nha xịn nè. Nè, có model của nó nè. Nè, made in the fun nè ha. Tây Ban Nha nè mấy anh em. Cái này hàng này hàng Bima, cái xịn của Tây Ban Nha nha mấy anh em. Màn có đóng số đây ha, màn nó màu nâu. Lo này từ 190 quân 76 nha mấy anh em. Nhìn biết keo là màu hồng nè, nhìn là biết lo xịn sò ha. Đây, màn đóng số nè, có logo của nó nữa. Đây nè ha. Cái màn nó màu nâu nha mấy anh em. Cái màn nó màu nâu nè, cái màn nó màu nâu nè. Lo này lo tồn kho còn mới mấy anh em. Lo này còn mới chưa sử dụng luôn á. Cái lo này là mình mua nó dạng lẻ lẻ, nó tồn kho mấy anh em, nó có hàng trưng bày nữa ha. Này, cái màn nó màu nâu đỏ nè, zin của nó nè, là mũ mình sắt ốc nè ha. Cái màn nó màu nâu đỏ. Cái lo này hình như là mình thấy nó cũng còn mới chín mấy phần trăm mấy anh em. Chưa sử dụng á, chưa bắt cái thùng xài lại mấy anh em. Ha, lo này nó còn rất mới gì nè, ba cân nè. Màn màu nâu nè mấy anh em thấy không? Màn nâu hình là mũ hình sắt ốc nè. Lo này lo Tây Ban Nha xịn mấy anh em nha. Hàng 7, hàng trưng bày. Nè, nhìn màn nè, logo ha. Cái lo là mình có một chiếc lẻ này, mình bán cho mấy anh em 2.300.000. Bán cho mấy anh em gấp, anh em mà gấp lo kéo cũng được ha. Quấn full lượt làm dựng nữa ha. Cái này là gấp lo kéo đơn là hết ý à. Lo của Tây Ban Nha mấy anh em ha. Cái đó mình cũng có một chiếc nữa nè mấy anh em. Nè. M100 Bima nha mấy anh em. Bima nè. Ha. Cũng Tây Ban Nha luôn ha. Cái này cũng một chiếc ha, cũng màn số má đầy đủ nè. Chiếc này với chiếc kia từ cũng giống nhau mấy anh em, từ tính giống nhau, nó chỉ khác model thôi. Màn nè, màn đúng số nè mấy anh em. Đó. Cool 76 luôn, từ 190 luôn mấy anh em. Ha, lo Tây Ban Nha xịn nè. Đó. Tây Ban Nha xịn nè mấy anh em thấy không? Đó. Nè. Màn nó cũng màu nâu đỏ lắm mấy anh em. Màn nó màu đỏ, nhưng cái đời này nó khác cái gân mấy anh em. Ha. Màu nâu đỏ. Lỗ mũi hình sáng ốc. Đây. Cool 76 nha mấy anh em. Nói chung lo này là cool rất đẹp. Mà cũng còn cơ mới luôn nè. Mình cũng thấy chưa bắt vô thùng xài nè mấy anh em. Cũng chưa bắt vô thùng xài luôn ha. Lo này lo trưng bày bộ bẩm thôi nè, còn lo mày mới luôn. Một chiếc này cũng còn mới nè ha, mình bán luôn cái chiếc này luôn là 2.3. Một chiếc 2.3 nha mấy anh em. Mấy anh em lấy chiếc nào lấy ha. Nếu mà anh em nào quýnh cặp á, mua cặp về quýnh á, mình bán cho cặp này 4.5 nè. Nói chung á, hai thằng này tiến gần như nhau mấy anh em. Khung xương nè. Mấy anh em thấy không? Từ giống như nhau luôn, nó chỉ khác cái model thôi. Thứ hai thằng này là khung xương màn giấy, mình thấy là gần giống nhau hết mấy anh em. Giống hơi nhau hết từ A đến Z mấy anh em ha. Giống nhau hết á, từ A đến Z, cho nên hàng này gần giống như nhau, không khác nhau gì hết á nha. Mình thấy nó gần giống nhau luôn mấy anh em, cho nên giống nhau hết á nha. Cho nên mấy cái này lo này, cặp này là mình bán rẻ, hai cặp này mình bán cho mấy anh em rẻ ha. Bán anh em mua cặp mình bán 4.5 nha, hai model. Rồi đó. Cặp Bima đầu tiên 4.500.000 ha, mua cặp, mua chiếc lẻ một chiếc 2.3. Tới đây mình có một cặp nữa nè. CAF mấy anh em. CAF thì lo này nổi tiếng rồi. Lo này là lo nổi tiếng mấy anh em nha. Mấy anh em thấy nè. Cái khung xương nó cát nè. Ha. Mấy anh em nào biết chơi lo bãi thì hiểu CAF là hết ý rồi. Đây. Cái này nó xem màn nhập khẩu với mấy anh em. Màn nhập khẩu luôn. Nè mấy anh em nhìn cái từ, cái từ đế từ đục đục mà kêu màu vàng ha. Nhìn là biết lo bãi xịn sò mấy anh em. Nói chung là lo này, cặp lo này rất xịn. Cái màn này, nè có số trên màn mà kêu nó với từ nó mấy anh em nhìn là hết ý rồi ha. Lo này rất đẹp, còn rất mới, lo này tháo thùng ra nè. Cái lỗ mũi nó màu vàng, cái kêu dẫn gân nó màu vàng mấy anh em, hết ý luôn mấy anh em. Nè kêu lỗ mũi nữa nè. Cái màu này nó giống như là cái keo của BNC xịn của Ý mấy anh em, y chang luôn á ha. Cái giấy đó nè, chạy rất là giấy rất là xịn luôn. CF nha mấy anh em. Đây nè, nhìn nói chung cái lo này nhìn y chang cái lo BNC của Ý xịn luôn mấy anh em. Nè, nhìn từ cái số màn đến giấy ha, nhưng mà nó mang cái hiệu CF thôi. Đây nè mấy anh em nhìn nè, quá đẹp luôn á. Lỗ mũi keo nè, keo này là keo vàng luôn nè. Anh em thấy không? Keo vàng luôn, viền màu vàng luôn. Nói chung cặp lo này thì làm anh em nhìn cái keo nó thôi. Số màn cặp lo này, nói chung anh em nào mua về là sở hữu là không còn gì để nói rồi.
ha, từ cái đóng số đàng hoàng ha. Nói chung lo này thì nói chung giấy màn đầu gục đồ này kia này là mình thấy nó giống y gan như BNC ý xịn luôn anh em, tại cả cái đấy từ luôn á nha, cho nên nó mang cái hiệu CF thôi. Cái này nó giống như đêm mà ít rồi mấy anh em ha, nó cũng lấy lo BNC dễ lắm cho mấy anh em nha. Và cặp này nè quá đẹp, còn rất mới luôn nè, cái này tháo trong một thùng ra luôn mấy anh em ha, kêu quá đẹp luôn. Cặp này còn rất mới, tháo trong một thùng ra đồng bộ với nè, cặp này bán 4 triệu nè. Nói chung cặp này là chạy hầu như là gục của BNC luôn, mình thấy là vậy luôn á, từ giấy màn cho đến từ ấy luôn, nó chỉ mang cái hiệu CF thôi. Mình thấy nè, từ giấy màn cho đến tới từ nè mấy anh em ha, y chang như cái ba lô BNC xịn. Nhưng mà cái lo này mà mang BNC thì rất là đắt nè, có cả số trên từ luôn nè anh em thấy không, có cả cái đóng số trên từ luôn. Nói chung là có cả đóng số trên từ luôn, lo này tiếng cực kỳ hay ha. Anh em mua có khả năng cặp này 4 triệu quá rẻ mấy anh em, 4 triệu cặp này quá trời rẻ luôn ha. Rồi tới đây mình có một bộ nữa mấy anh em. Anh em nào biết tín đồ vi vay thì sẽ biết bộ này ha. Bộ này là bộ trong cái vi vay SV4 nè, chép 44ST nghe mấy anh em, 44ST nè, 44T, 44T, 44T là như nhau. Cái chép này á là cool 100, cool 100 thì nó với JBL 2447 gì giống nhau mấy anh em. Anh em nào biết chơi lo một gục một luôn. Nhưng mà thằng này mang JBL, thằng này mang VV thôi. Thằng này mang VV sàn kim, mang chữ JBL bên đây thôi. Chứ thật sự là giống hệt nhau, không khác nhau từ cool giấy, từ lỗi, từ cái gì cũng giống nhau hết ha. Nhưng mà mấy anh em Việt Nam mình á mang cái hiệu vi cái này mà xé đóng cái chữ vi JBL vô thì nó có giá trị hơn cái vi quay, nó ngộ vậy đó. Việt Nam mình là phái hiệu anh em, phái chơi đồ nổi đồ hiệu vậy thôi, chứ sự ra cái này JBL một gục một tả cả cool từ giống nhau hệt ha. Cho nên mình nhiều khi mình nói bán đồ nó ngộ lắm, gục giống nhau vậy đó nhưng mà mang nhắc hiệu khác là khác tiền, nó khổ gì đó anh em ha. Cho nên cặp chép đây nè còn zin hết đẹp, mình gả vô thùng SV4 cái nè ha, chung với bộ khung tầng gần cặp lo nữa nè. Cái này nè, hai cặp lo này ha, với một cái chép này với bộ khung tầng nữa nè đó, trong cái thùng nó do mình mua bản nước ngoài về á, mua bên nước ngoài về tiền vận chuyển nó mắc quá, mình không lấy cái vỏ mấy anh em, mình chỉ lấy bộ gục thôi ha. Cho nên cặp chép đầu tiên nè, cặp chép này mình bán 10 triệu nè, bao zin bao đẹp ha, táo thùng ra. Nếu mà mang cái thằng này mà mang chữ JBL thì nó thành ra mười mấy triệu mấy anh em. Cho nên cặp này mà mang VV thì có 10 triệu, quá rẻ. Cái chép này cool 100 nha mấy anh em, rất là khủng khiếp, tiếng nó rất là khủng khiếp mấy anh em à, rất là khủng khiếp nha. Nè bộ hôn tầng của nó nè, bộ hôn tầng nó gồm hai bát nè, một chép nè ha, hai cái cuộn dây này là hai cái tăng phôn này là hai cuộn bát nè mấy anh em, nó làm gờ nó bắt vô thùng đó mấy anh em ha. Bộ hôn tầng này cũng mỹ xịn luôn nè, bộ hôn tầng này cũng vay luôn mấy anh em. Mình tháo cho một thùng một bộ nè, anh em nào biết nè, tụ may in Mexico luôn nè, thấy chưa nè đó. Cái lọc này lọc chép nè, hai cái lọc này là lọc hai cuộn dây, hai cái tăng phôn này là lọc cho bát nè mấy anh em ha. Cái lỗ từ nè mấy anh em nhìn là biết nè, cái lỗ từ nè, nó làm này là nó bắt vô dưới sườn lo mấy anh em đó, điện trở nè. Nói chung bộ này còn vi quay của Mỹ nè đó, bộ lọc nè mấy anh em nhìn là biết, bộ con tầng nè, hai bát một chép mấy anh em, là xài chung cái bộ này đi đó. Bộ con tầng này nè, bộ con tầng này anh em là mua mình bán 2.500.000 của Mỹ nha mấy anh em. Xài hai bát, nó xài hai bát cun 100 với một cái chép 44ST ha. Rồi riêng cái lo này ha, còn mình tháo thùng ra còn zin đẹp nè, zin đẹp từ A đến Z luôn mình em thấy không. Lo này từ 22 cun 100, lo này chuyên vào tiếng mấy anh em nha, nó từ 22 cun 100 nhưng mà nó chuyên vào tiếng. Lo còn vi quay mà còn mới cảo luôn mấy anh em, còn mới cảo, lo zin hết là còn cả cái bao từ luôn ha, còn quá mới quá đẹp luôn nè mấy anh em nhìn nè đó, màng nâu nâu nè ha. Nhìn cặp lo vi quay này nhìn là ít có cặp lo vi quay nào mình tháo thùng mà còn mới như thế em, nó mới đây nè, nó mới đây đó, vi quay zin từ A đến Z mà cái màn còn rất mới anh em. Cái này mình mua, cái này mua hàng eBay về cho nên nó mới, quá mới nè nè đó, cho nên nó còn rất mới, mới như là lo trong thùng luôn nè ha. Nó mới và đẹp ha, màn nhện đồ còn ken cement luôn nha. Cặp lo này mình bán 6 triệu nè đó. Mấy anh em mua bộ này, mấy anh em có khả năng á, mấy anh em chơi ha, mình chia sẻ thật sự luôn, mấy anh em mua cái bộ này về gáp phi thuyền mấy anh em. Anh em nào cần một cặp bát nữa mình gả cho cái lo SP2 mình còn cái cặp tháo bán cho mấy anh em luôn ha.
Cái lon này bơm hỏa mình có hai cặp, mình bán hết cặp, mình anh em nào cần mình gã cái thập SP2 bán luôn. SP2 nó chạy xung cái lon này nè. Ha. Anh em giờ lấy bộ này lắp cái phi thuyền mấy anh em. Mình bao luôn mấy anh em, cái lon này mấy anh em mua bộ này giờ lắp phi thuyền ha. Một bộ này với cái lon phi thuyền hai bát đôi 40 này với cặp chép này quýnh 300 khách khỏe ghê. Mình dám hứa với mấy anh em luôn, cái chép này nó kêu dữ dằn lắm. Với phần này nè, phân tầng này nó có sẵn này mấy em, đồng bộ luôn, về mấy anh em khỏi phân gì hết trơn á. Gắp cái vỏ phi thuyền là quýnh luôn. Ha, nhưng mà nó kêu rất là khủng khiếp. Mấy anh em nha, nó kêu dữ lắm. Nói chung là cái dàn quay này mấy anh em gắp phi thuyền nó tầm cái cũng 2-3 triệu thôi. Tính ra nó hay hơn rất là nhiều. Mình khi mình đi một cái mua một cái lo của hãng Việt Nam đi lắp mình mua cũng 20-30 triệu mấy anh em ha. Thay vì mình mua bộ này về mình lắp vô cái phi thuyền, phân tầng đã có sẵn rồi ha, chỉ lắp vô phi thuyền là xong. Mình khỏi phải qua Việt Nam căn chỉnh gì, mình sợ những anh em nào mà sợ không đồng bộ nè ha, mà sợ phân tầng làm không được để mua bộ này. Về lắp vô phi thuyền một cái, mình hứa với mấy anh em là tí nó có sẵn nè, vô phi thuyền một cái tí nó đi mà nó đẹp ha, khỏi cần phải suy nghĩ ha mấy anh em ha. Đi bây giờ mấy anh em á, nhiều anh em đi giác tiền đi mua một cặp lo phi thuyền hoặc cái lo quả tiễn của Việt Nam lắp 20-30 triệu. Trời ơi, lo Trung Quốc mà giỏi Việt Nam 20-30 triệu làm sao mà bằng cái bộ lo quay này của người ta được. Nhưng mà nhiều anh em không biết á, đi thấy chơi giác tiền đi mua này chơi mắc là lo Mỹ xịn chơi mắc mấy anh em ha, chơi mắc chơi rẻ chơi chơi này chơi kia mà đi giác tiền. Nhiều anh em nói thiệt, cái giác tiền đi mua cái lo Việt Nam lắp cái lo Trung Quốc mới vô 20-30 triệu thì hô rẻ, không biết nghĩ làm sao. Mình nói thật mấy anh em Việt Nam mình đã làm nó thật, làm phân tầng làm này kia không làm sao bằng lo hãng được mấy anh em ha. Cho nên á, nhiều khi mình nói đơn giản á, cái gì cái chứ lo nguyên bộ hãng này là không có thể nào mình căn chỉnh bằng nó được. Mình nói thật đây nè, đó có nguyên bộ nè ha. Anh em nào chịu chơi mua bộ này về đắp phi thuyền một cái là nhức gân, có phân tầng sẵn nha, mình nói chia sẻ thật sự luôn ha. Mua đóng cái vỏ phi thuyền có nhiêu ha, cặp với bộ này nữa quýnh. Tại cái bộ này á nó xài trong cái lô vi vây đâu với mấy anh em ha. SP4 á mấy anh em nào biết cái này là sẽ biết. Tụi mình nói là cái vỏ nó khủng khiếp lắm, cái vỏ này nó khủng khiếp lắm, bự mà quýnh tiếng nó dữ lắm ha. Cho nên mấy anh em chia sẻ cho mấy anh em hiểu luôn ha. Rồi tới đây á, mình có một chiếc lo gôn gốc từ 22 từ 2.8 quân 125 mấy anh em, 155 nè, quá bự luôn nè, keo màu hồng là từ dày luôn mấy anh em ha. Nói chung là lo này hết ý rồi, trên từ cái đóng số luôn mấy anh em. Tại cái này mình có một chiếc lẻ mấy anh em, bán rẻ luôn. Đây có năm sản xuất luôn, tháng 5 gì đó đó, cái này tháng 8 tháng 9 gì mình không gặp tiếng Anh mấy đâu. Quân 125 nè, đế từ nè mà 7 màu nè, keo màu mờ nè ha, đế từ mờ nè mấy anh em, nhìn là biết lo xịn nè. Cái lo này cái lo gôn gốc mấy anh em, nó có hiệu gôn gốc dán đây nó xuất này, gôn gốc của Mỹ á. Này cái màn OKM nè mà nhập khẩu nè, đây OKM nhập khẩu mấy anh em ha, lo gôn gốc đây nắng, lo còn zin hết mấy anh em, zin hết từ A đến Z luôn. Một chiếc lẻ lo này mấy anh em về làm kẹo kéo, mà cái giò này mấy anh em lắp cái vỏ thùng này của quýnh cái lo cho lớn mấy anh em nha, vỏ lớn nha, vỏ hậu 80 cho lên vỏ mới quýnh nổi nha mấy anh em nha, vỏ nhỏ là không ra hơi nổi cái này đâu, cái này nó vừa khủng khiếp lắm mấy anh em, hai lo này quýnh tiếng là khủng khiếp luôn ha. Mình có một chiếc lẻ nè, chiếc này mình bán 3,5 triệu chiếc con cốc này nè. Về mấy anh em làm cái vỏ lớn á, cái vỏ bự bự cỡ sập đinh mega hay là cỡ BD xương đứng rồi đó, hậu cỡ 70-80-85 rồi đó, 85 đầu cũng đừng đó, quýnh là cái lo vỏ này hết ý mấy anh em nha. Rồi hôm nay mình Tuấn Phương có số đồ bán cho mấy anh em ha. Mình xin cảm ơn những anh em đã xem kênh của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin tạm biệt.